chào các bạn. Hôm nay thì mình làm cái video nói về cái hồ nuôi lươn sinh sản. Đây là cái hồ nuôi lươn sinh sản của mình đây. Đó, như các bạn cũng biết á, thì giờ con giống nó rất là mắc, giá nó cao, mà giờ mình bỏ tiền ra mình nuôi mua giống cao, mình nuôi sau một năm đó, sau một năm không biết giá lươn thương phẩm nó còn được như giờ không. Do mọi thứ ở Việt Nam mình thấy mấy cái thực phẩm về nông nghiệp rồi đây nè, nó theo biểu đồ hình sin nè, cái dưới thấp lên cao rồi chạm đỉnh nó lại xuống thấp, chạm đáy lại. Rồi vậy giờ thôi, mình tự để giảm rủi ro thì giờ mình tự làm nuôi gây giống lươn cho mình luôn. Thì đây là cái hồ lươn sinh sản của mình, mà cái đất sét này nè, do là nó rất là mềm nên khi mà lươn nó đào hang nó dễ bị thì có sập đất các bạn, nên mình phải vo nó thành cục là vậy. Và nó có sẵn hang vậy luôn thì lươn nó vô nó đẻ thôi, chứ không phải là đào nữa. Còn nếu mà bạn nào ở mấy vùng đất sét nó mềm á thì khỏi cần, chỉ cần đắp bờ thôi được rồi. Còn mình phải vón cục vậy. Giờ hiện tại thì mình đang bơm nước vô để bữa giờ là xử lý vôi rồi, giờ bơm nước vô vài ngày nữa rồi bắt đầu là thả lươn bố mẹ vô. Đó. Thì nói về cái kỹ thuật làm hồ này á, thì đất sét này mình làm nó cao 4 tấc nha các bạn, 4 tấc nước, còn nước thì chưa tới. Và sau khi bữa nay thì nó còn gần cuối mùa lươn rồi, gần cuối một vụ lươn đẻ rồi, nhưng mà mình thấy mình quan sát thấy mấy con lươn của mình á, giờ cũng có nhiều con nó thành thục, thì mình cứ bỏ vô có thể nó có đẻ được không. Do giờ thì nó, nếu mà đúng với mùa lươn đẻ bình thường thì giờ nó cũng thuộc dạng là cuối mùa rồi đó. Do mình làm xong cái này, bây giờ mình phơi rồi xử lý vôi này kia kia nọ nữa, giờ bắt đầu mới bơm nước vô. Này, nước đang được bơm vô đây. Này, cái này là nước của một cái máy bơm á, nếu do nó tải cũng khá xa, tải từ bên kia tải qua là nước nó mạnh cỡ này nè. Còn nếu mà bạn nào chơi tải gần hơn nữa thì nó mạnh hơn nhiều nữa. Cái máy bơm bữa trước mình giới thiệu trong cái video rồi đó, máy bơm AP2500. Máy nó xài mình thấy tốt. Với lại máy đó thì mình có thể vừa làm cho nó hút mặt mà vừa hút đáy được. Đó là cái máy có thể vừa hút mặt vừa hút đáy, nên mình thích dùng cái máy đó. Điện năng tiêu thụ nó cũng không nhiều nữa. Bạn nào mà quan tâm tới cái đó thì có thể vào cái video trước của mình đó, coi là mấy video điện năng tiêu thụ và mức độ lọc trong của hồ phân lọc đó. Cái đó thì mình có phân tích kỹ về cái đó. Còn nói về cái kỹ thuật làm hồ này á, thì cái thành hồ này nè các bạn, thấy ít nhất là phải 4 tấc để cho nó, mình đọc coi trong một số sách thì nó nói ít nhất phải được 4 tấc để cho nó đủ cái chiều cao, nếu một con lươn nó đứng người lên các bạn. Chứ không thấp quá thì không được nha. Còn ở giữa đây thì tạo một cái chỗ trống để cho lươn mình cho ăn với lại ấy rồi đây. Còn mai mốt là bắt đầu mình sẽ sử dụng hệ thống phun sương để làm mưa nhân tạo để kích thích cho nó đẻ thêm. Cái hồ này thì hồ này của mình là hơn 1m2 à. Cái này thì mình thả chắc khoảng cỡ 15-20 con lươn bố mẹ thôi chứ không nhiều. Rồi cái video, ở video sau thì mình sẽ giới thiệu cách chọn lươn bố mẹ cũng như lươn đực và lươn cái, phân biệt lươn đực và lươn cái. Còn video này thì mình chỉ nói sơ qua về cái hồ thôi. À, một số bạn mà dạng như mới nuôi lươn á, mình thấy trên diễn đàn hoặc là ấy, một số bạn mới nuôi lươn á, thì mình có lời khuyên là khi mà mới nuôi thì các bạn nuôi với cái số lượng ít thôi, nuôi khoảng cỡ mấy ngàn thôi chứ đừng có nuôi nhiều quá nha, cao lắm 1.000-2.000 thôi, cho nuôi mà 5-6 ngàn á, đầu tư nhiều mà mình chưa có kỹ thuật á, nó rủi ro cao lắm.
người ta nuôi lương nhiều là người ta phải trải qua quá trình nuôi bao lâu đó, kỹ thuật người ta nhiều là người ta mới dám nuôi vậy. Dù cho giờ là thời buổi công nghệ đi chăng nữa, nhưng mà khi mà lương của bạn bị bệnh đi, bạn quay video rồi bạn up lên đi, chờ tới khi mà người ta trị cho bạn xong thì lương nó chết mất rồi. Thế đâu phải, quan trọng là cũng phải tự mình hết à. Bạn up lên, bạn giống như bạn nói sơ qua thì đâu ai biết, bạn quay bạn up lên là đâu phải ai cũng rảnh mà coi video cho các bạn mà trị cho các bạn đâu. Bạn tham gia mấy cái hội cái nhóm đó thì cũng có người nhiệt tình trị, nhưng mà khi người ta rảnh người ta coi được cái video đó thì lương của bạn nó chết mất rồi. Vì vậy nên cái gì cũng phải tự mình là chính nè. Thì mình góp ý với các bạn vậy đó. Chứ các bạn đừng có nghĩ là à, giờ thời buổi công nghệ người ta ấy người ta trị cho liền. Nó cuộc chủ yếu là mình thôi nha các bạn. Nuôi từ từ, bắt đầu dần dần có kinh nghiệm là hạn nuôi nhiều. Bây giờ mà bỏ ra số tiền lớn mua giống rồi nuôi sau một năm trời nữa, trong một năm nó biết bao nhiêu cái rủi ro này kia kia nọ. Nên cứ từ từ, cái gì phải từ từ vậy. Rồi video của mình thì mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Còn nếu các bạn thấy hay thì có thể ủng hộ kênh cho mình nha. Rồi có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment để mình sẽ trả lời. Hoặc cái nào mà comment dài, comment trả lời mà dài quá thì mình sẽ ra video mới để trả lời cái ý đó cho các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.